Hello hello, chào mừng em trở lại kênh YouTube mình nha mọi người. Đây, này được nhiều cua đây mọi người. Đây là dạ im vuông nha, sớm cám rồi, giết được một gạch thì có một con à. Đây cua này còn tơ nè, chưa có cua gạch. Bên đây là ba con cua y nè anh em. Y tứ. Đây. Y tứ này con bự á, mình chưa cứng. Bắt số cứng à, số chưa cứng. Được con y lớn à. 700 gram vậy. Hoài. Đây. Rồi thôi. Clip mình chia sẻ ngắn gọn với anh em chút gì thôi nha. Đây được hai con cua chắc khoảng 20 kg gì đó. Nhà học ai vậy nè, mà nên vừa chói vừa cơm nước heo cuối nữa, nuôi với heo nữa. Quá trời cực. Bây giờ không có cá nữa. Nhà đi công chuyện hết rồi. Clip chia sẻ này chút xíu thôi nha, tại vì mình không có rảnh làm video nữa.